Chào các em. Những bài học trước thì chúng ta tính giới hạn một cách trực tiếp bằng một số những cái phép biến đổi, rồi sau đó chúng ta sử dụng một số những cái giới hạn đặc biệt, một số giới hạn quen thuộc để mà chúng ta đi tìm. Thế bữa học ngày hôm nay thầy muốn giúp cho các em giải quyết một cái bài toán giới hạn thông qua một cái khái niệm mới, đó là các cái đại chúng ta dùng những cái đại lượng tương đương để mà chúng ta biến đổi nó. Cho nên là ở đây thì bài học này nó làm cho cái bài toán giới hạn của chúng ta nó nhẹ đi, nó bớt rườm rà đi, nó bớt đi một số những cái biến đổi không cần thiết. Thật sự ra thì cái bài học này thầy muốn chỉ dừng lại ở một cái khái niệm rất bé thôi, đó là hai cái đại lượng tương đương, chứ còn thật sự là cái ý nghĩa của nó là những cái đại lượng vô cùng lớn, vô cùng bé, tương đương, còn bậc lớn hơn, bậc bé hơn. Cái chuyện đó nếu mà còn giờ thì thầy sẽ đào sâu thêm cho các em. Thế bây giờ thì chúng ta hiểu như thế nào về hai cái đại lượng tương đương? Chúng ta bằng cái khái niệm, bằng một cái định nghĩa sau đây. Định nghĩa thì cái gì cũng quan trọng, chúng ta cần nắm cho nó vững. Bây giờ nếu mà thầy cho một cái khoảng mở y chứa cái điểm x0 và một hai cái hàm số f và g của chúng ta cùng xác định trên cái khoảng mở y đó, hoặc là cái khoảng mở y đó bỏ đi cái điểm x0 cũng được. Mà nếu như chúng ta có được lim khi x tiến về x0 của cái phân số fx chia cho gx mà nếu bằng một nhé, thì khi đó ta nói hai hàm số f và g của chúng ta là tương đương với nhau khi x tiến về x0. Và lúc đó thì chúng ta ký hiệu như thế này: f rồi cái dấu ngã g khi x tiến về x0, và đọc là f tương đương với g khi x tiến về x0. Thế thì ở đây trong cái định nghĩa người ta nêu là lim khi x tiến đến x0 của fx chia gx nó bằng số 1. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy không nhất thiết nó phải bằng số 1 đâu. Nó có thể bằng một cái hằng số nào đó. Ở đây thầy lấy ví dụ như nó bằng một cái hằng số A nào đó. Thì khi đó ta bảo rằng F tương đương với AG. Và đương nhiên ký hiệu là FAG khi x tiến đến x0. Hai hàm số F và hàm A nhân G là hai hàm tương đương nhau, là hai cái đại lượng tương đương nhau, à, hai cái đại lượng tương đương với nhau. À, như vậy thì bây giờ đây là khi thầy đang nói đến cái hai đại lượng tương đương khi x tiến về một cái con số cụ thể là x0. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta học đến các cái giới hạn không phải chỉ khi x tiến về x0 không đâu. À, chúng ta còn có học khi x dần về cộng hoặc trừ vô cực nữa. Và cái định nghĩa khi x dần về cộng trừ vô cực thì nó cũng hoàn toàn giống như cái việc mà định nghĩa hai đại lượng tương đương khi x dần về x0. Cho nên là thầy chỉ nói thật nhanh ở trong những cái trường hợp khi x dần về cộng hoặc trừ vô cực. Đó là khi mà người ta cho chúng ta thay vì cái khoảng y, thì bây giờ y nếu là cái khoảng từ alpha đến cộng vô cực thì đương nhiên x của chúng ta hoàn toàn có khả năng dần về cộng vô cực. Và khi đó ta cũng bảo rằng f tương đương với ag khi x dần đến cộng vô cực. Và cũng ký hiệu như vậy khi x dần đến cộng vô cực. Một cách tương tự như vậy, nếu y của chúng ta là cái khoảng đi từ trừ vô cực đến alpha, thì khi đó nếu như x dần về trừ vô cực của f chia g mà bằng a, thì ta nói rằng f tương đương với ag khi x dần đến trừ vô cực, và ký hiệu cũng là dấu ngã khi x dần đến trừ vô cực. À, đó là cái đại lượng tương đương. À, như vậy thì mà người ta giới thiệu cho chúng ta cái đại lượng tương đương dùng để làm gì, thì chúng ta dựa vào cái mệnh đề sau đây. Đây là cái mệnh đề mà nó ứng dụng trực tiếp về cái khái niệm về hai cái đại lượng tương đương đó. À, bây giờ nếu như mà chúng ta có được hai cái hàm sau đây,
Nếu mà f của chúng ta tương đương với f1, đại lượng f tương đương với f1 khi x dần và x0, và g tương đương với g1 khi x tiến đến x0, thì lúc này chúng ta có hai cái mệnh đề quan trọng sau đây. Đó là lim của f chia cho g hoặc f nhân g nhân khi x dần đến x0, nó sẽ bằng lim của f1 x nhân cho g1 x khi x tiến về x0. Và nhớ, mệnh đề của chúng ta chỉ đúng khi nó là dấu nhân thôi. Vậy thì các em có thể tưởng tượng với nhau như thế này. Ngồi bên trái cũng phải đi tìm giới hạn, bên phải cũng đi tìm giới hạn, thì thôi cần gì phải học tương đương làm gì. Thế thì thực tế chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ biến đổi cái đại lượng tương đương F1 nó đơn giản hơn nhiều so với cái F. Một cách tương tự, cái G1 của chúng ta nó cũng sẽ đơn giản hơn nhiều so với cái G. Và cái việc đi tìm lim của F1 nhân G1 khi x tiến đến x0 đơn giản hơn rất rất nhiều so với việc đi tìm lim của F nhân G khi x dần đến x0. Và nhớ, cái mệnh đề của chúng ta nó chỉ đúng đối với dấu nhân thôi, hoặc nó chỉ đúng đối với dấu chia. Đó. Tức là lim khi x dần đến x0 của fx chia cho gx cũng bằng lim khi x tiến đến x0 của f1x chia cho g1x. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải có cái, dĩ nhiên là hai cái giới hạn này của chúng ta nó phải tồn tại. Nó tồn tại. Thế bây giờ một cách tự nhiên, vừa rồi chúng ta có thoáng qua cái khái niệm khi x tiến đến vô cực của hai cái đại lượng tương đương, thì bây giờ cũng vậy thôi. Nếu mà f tương đương với f1 khi x tiến về cộng vô cực và g tương đương với g1 khi x tiến đến cộng vô cực, thì khi đó lim của f nhân g khi x cũng tiến về cộng vô cực bằng lim của f1 nhân g1 khi x tiến đến cộng vô cực. Và phân số chia cũng thế. Chúng ta cũng có lim khi x tiến đến cộng vô cực của f trên g bằng lim khi x tiến đến cộng vô cực của f1 trên g1. Tương tự, nếu x tiến đến trừ vô cực thì chúng ta cũng có như vậy. G tương đương với G1 khi x tiến đến trừ vô cực thì chúng ta cũng có thay ở đây là trừ vô cực. Rồi thay ở đây là trừ vô cực. Thay ở đây trừ vô cực. Thay ở đây trừ vô cực. À, như vậy, nhưng mà ở đây thì chúng ta nhớ rằng là F và G đó là hai cái đại lượng tương đương khi x tiến về cùng một cái gì đó thì chúng ta mới có được cái mệnh đề này. Có nhiều em sơ ý đó, tức là F tương đương với F1 khi x tiến đến A, còn G tương đương với G1 khi x không phải tiến đến A mà ví dụ x tiến đến B đi. Rồi sau đó là chúng ta cứ lại áp dụng dấu nhân, rồi áp dụng dấu chia, rồi đâm ra cả bài toán của chúng ta nó hỏng đi hết. À, cho nên là chỉ cần nhớ cho thầy rằng các cái hàm mà chúng ta đang xét, muốn các cái đại lượng ta đang xét muốn tương đương thì nó phải cùng một cái giá trị x, nó cùng tiến về một cái đại lượng nào đó, một cái số nào đó, hoặc là vô cực cộng vô cực hết, hoặc trừ vô cực là trừ vô cực hết, hoặc tiến về một cái số nào đó. Các em chú ý cho thầy điều đó. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao để chúng ta biết được những cái đại lượng nào là tương đương với nhau. Thì các em chỉ cần đi lập cái giới hạn của F chia G khi x dần đến x0, nó ra được một hằng số, thì ta biết rằng hai cái hàm đó là, hai cái đại lượng đó là thằng này F sẽ tương đương với AG, như là cái mệnh đề vừa rồi chúng ta vừa, cái khái niệm vừa rồi chúng ta vừa mới bàn với nhau đó. Chứ bây giờ thì để cho nó thuận lợi hơn thì thầy nêu ra cho các em một số những cái đại lượng tương đương thường gặp trong thực tế thôi. Đây không phải là những cái đại lượng hết đâu, còn nhiều lắm, còn rất nhiều đại lượng tương đương mà trong quá trình làm việc chúng ta có thể tích lũy dần những cái kinh nghiệm của những cái đại lượng tương đương để chúng ta thấy. Đây là một cái đại lượng tương đương khá quen thuộc, thầy muốn trình bày cho các em ngay bây giờ. Đó là
ta biết rằng lim của cái x tiến đến cộng trừ vô cực của cái đa thức ax lũy thừa n cộng a một x lũy thừa n trừ một vân vân bậc giảm dần xuống bậc cao nhất là x lũy thừa n, tất cả chia cho cũng là ax lũy thừa n. Nhớ ở trên a dưới a thì cái giới hạn này chúng ta tính không khó, nó bằng luôn một. Mà trên chia dưới khi x tiến đến cộng vô cực bằng 1, cho nên ta bảo rằng cái đa thức ax lũy thừa n cộng vân vân bậc giảm dần tương đương với ax lũy thừa n khi x tiến về cộng trừ vô cực. Đây là hai đại lượng tương đương nhau. Như vậy thì khi chúng ta gặp một cái đa thức thì ta chỉ cần giữ lại cái bậc cao nhất. Bậc cao nhất đó tương đương, ta giữ lại cái bậc cao nhất khi x dần ra cộng vô cực hoặc trừ vô cực. Chúng ta nhớ điều đó. Bây giờ thì chúng ta quan sát cái ví dụ thứ nhất rất hay để chúng ta thầy xem nhé. Rất dễ để thầy minh họa cho xem cái mệnh đề mà chúng ta vừa học thôi. Thầy cho hai cái hàm số fx bằng x bình phương cộng 5 và gx bằng trừ x bình phương cộng 3. Thế thì chúng ta thấy rằng khi x của chúng ta dần về cộng hoặc trừ vô cực thì vừa rồi ta bảo rằng hàm đa thức thì cái bậc cao nhất là nó, ta thì giữ lại bậc cao nhất thôi. Cho nên cái đại lượng fx bằng x bình phương cộng 5 nó tương đương với cái đại lượng x bình phương bỏ số 5 được, tức là tương đương với x bình phương mà thầy đặt là f1. Một cách tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng cái hàm số gx bằng trừ x bình phương cộng 3 của chúng ta nó tương đương với bậc cao nhất là trừ x bình, là ax bình phương. Nó là tương đương với trừ x bình phương, thầy đặt là c1x. Như vậy thì theo cái định lý vừa rồi thì chúng ta vừa mới biết. Thế thì bây giờ thầy muốn đi tìm lim cũng x tiến đến cộng trừ vô cực của cái phân số fx chia cho gx thì bằng lim khi x dần đến cộng hoặc trừ vô cực của cái đại lượng tương đương của f là f1, đại lượng tương đương của g là g1. Ta thay vào được f1 chia g1. Các em cùng với thầy quan sát nhé. F1 chia g1 bằng x bình phương chia trừ x bình phương, đơn giản x bình phương còn lại trừ 1. Như vậy thì giới hạn này của chúng ta rất nhanh, bằng ngay trừ 1. Chứ còn nếu bình thường để đi tìm giới hạn của f chia g bằng cách chúng ta đặt trên tử x bình phương ra ngoài, ta đặt x bình phương dưới mẫu ra ngoài rất lâu. Ở đây thì chúng ta chuyển qua cái mệnh đề tương đương thì chúng ta thấy, chúng ta quan sát chúng ta thấy ngay nó ra được bằng trừ 1 ngay. Không cần phải thông qua cái chuyện đặt tử số chung một cái gì cả. Rồi bây giờ thì bây giờ vấn đề đặt ra của thầy như thế này. Thầy vừa rồi thầy cứ nhắc đi nhắc lại một cái chuyện thầy nói hoài, đó là nó chỉ đúng đối với dấu nhân và dấu chia thôi. Vậy vấn đề đặt ra là dấu cộng hoặc dấu trừ có đúng hay không? Thì bây giờ nhân tiện cái ví dụ một này thầy nói luôn. Thầy cho các em một cái ví dụ mang cái dấu cộng xem thử coi nó tới đâu các em. Bây giờ chúng ta xem. Bây giờ thầy thay cái dấu chia thành cái dấu cộng. Tức là lim khi x tiến đến cộng hoặc trừ vô cực của fx cộng gx. Nếu bây giờ thầy thay cái f bằng cái đại lượng tương đương là f1, thầy thay cái g bằng cái đại lượng tương đương là g1 rồi cộng lại, thì ta có f1 cộng g1, các em quan sát, x bình phương cộng cho trừ x bình phương bằng 0. Do vậy, lim khi x tiến cộng hoặc trừ vô cực của f1 cộng g1 nó bằng 0. Vậy cái dấu bằng này của chúng ta có đúng hay không? Tức là thay vì thầy xài dấu nhân, thì bây giờ thầy sử dụng dấu cộng, thì cái mệnh đề này còn đúng hay không? Chúng ta lại xem tiếp. Thầy tính trực tiếp lim khi x dần đến cộng hoặc trừ vô cực của fx cộng gx, tính trực tiếp không thông qua một cái đại lượng tương đương nào hết nhé. Thế thì fx cộng gx kèm cho anh,
x bình phương trừ x bình phương hết. 5 cộng cho 3 bằng 8. Như vậy lim của f cộng g khi x dần đến cộng hoặc trừ vô cực bằng 8. Ở trên ta tính ra được bằng 0. Còn ở dưới ta tính trực tiếp ra được bằng 8. Như vậy rõ ràng cái dấu cộng này của chúng ta là không đúng rồi, là sai rồi. Qua cái ví dụ 1 này, thầy thêm một lần nữa thầy muốn thuyết phục với các em. Nhớ trong đầu, muốn sử dụng những đại lượng tương đương để tìm giới hạn, luôn luôn phải đề cao cảnh giác, chỉ đúng đối với các đại lượng nhân. Các đại lượng nhân lại với nhau hoặc chia, dấu cộng không đúng. Vậy nhưng mà không phải lúc nào dấu cộng cũng không đúng đâu. Bây giờ lại chú ý cho thầy còn có một cái mệnh đề đúng đối với dấu cộng nữa. Bây giờ lại xem tiếp cái dấu cộng đúng khi nào bằng một cái chú ý mệnh đề sau đây. Thầy tiếp tục cho F và F1 là hai đại lượng tương đương khi x dần đến x0 và G, G1 là hai đại lượng tương đương khi x dần về x0. Đồng thời nếu có thêm điều kiện sau đây, đó là F và G cùng dương hoặc cùng âm trong một cái lân cận nào đó của điểm x0, thì lúc đó các em sẽ thấy cái mệnh đề của chúng ta được đúng đối với dấu cộng, nghĩa là lim khi x dần đến x0 của F cộng G sao bằng lim khi x dần đến x0 của F1 cộng G1. Ở đây thì thầy muốn nói thêm, thầy không ghi. Tức là bây giờ nếu mà chẳng hạn F của chúng ta là hàm hằng, là một hằng số nào đó, chẳng hạn như là A đi, và G và G1 là hai đại lượng tương đương, thì các em cũng có lim của A cộng G khi x dần đến x0 cũng bằng lim khi x tiến tới x0 của A cộng G1 nếu F của chúng ta là hàm hằng. Các em nhớ cái chuyện đó nhé. Và bây giờ thì chúng ta lại quan sát thêm một số những ví dụ nữa, nhanh thôi, thầy cho dễ. Tìm A bằng lim của 2x trừ 3 tất cả lũy thừa 20 nhân cho 3x cộng 2 lũy thừa 30 tất cả chia cho 2x cộng 1 tất cả lũy thừa 50. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này. Khi x tiến đến vô cực, thầy không ghi, những cái này hết chỗ, thầy không ghi nhé, x dần đến vô cực, thì cái đại lượng 2x trừ 3 lũy thừa 20 này nó sẽ tương đương với bậc cao nhất, đó là gì? Đó là 2x tất cả lũy thừa 20. Và ta chỉ giữ lại cái đại lượng này thôi. Một cách tương tự như vậy, 3x cộng 2 lũy thừa 30 khi x tiến đến vô cực thì đại lượng này của chúng ta tương đương với cái đại lượng 3x tất cả lũy thừa 30. Bậc cao nhất của nó là 30. Và mẫu số 2x cộng 1 lũy thừa 50 sẽ tương đương với 2x tất cả lũy thừa 50 khi x dần đến vô cực. Thế rồi chúng ta lại quan sát đây trên bài toán giới hạn của chúng ta, các đại lượng của chúng ta đều mang dấu nhân và chia. Như vậy ta có thể thay bằng những cái mệnh đại lượng tương đương của nó. Do vậy mà lúc này A của chúng ta sẽ được là lim khi x tiến đến vô cực. Thay vì ta sử dụng 2x trừ 3 lũy thừa 20 thì ta thay cái đại lượng đó bằng đại lượng tương đương 2x tất cả lũy thừa 20. Hoàn toàn thay được bởi vì nó là dấu nhân, nó là dấu chia. Rồi bây giờ thầy lại tiếp tục thay cái 3x cộng 2 tất cả lũy thừa 30 là 3x cộng 3x tất cả lũy thừa 30 chia cho mẫu số là 2x tất cả lũy thừa 50. Và lúc này thì rõ ràng cái việc đi tìm cái giới hạn này không khó. Đơn giản được cho x lũy thừa 50. Như vậy thì ở đây chúng ta còn lại cái gì? 2 lũy thừa 20, đúng không nào? Rồi ở đây còn lại 3 lũy thừa 30 chia cho 2 lũy thừa 50. Và đơn giản đi, 2 lũy thừa 20 đơn giản cho 2 lũy thừa 50 thì dưới mẫu còn lại 2 lũy thừa 30. Trên tử 3 lũy thừa 30 dưới mẫu 2 lũy thừa 30 rút gọn lại bằng 3 phần 2 lũy thừa 30 là kết quả bài toán của chúng ta. Thì rõ ràng chúng ta thấy cái việc mà thay các cái đại lượng tương đương để tính giới hạn
nó làm cho giới hạn của chúng ta nhẹ đi nhiều. Bây giờ thầy muốn giới thiệu cho các em một cái giới hạn mà chúng ta được tính ở bài học trước. Cái bài này các em còn nhớ những bài học trước đâu. Thầy đặt x ra, rồi thầy đặt căn ra, rồi làm nhiều chuyện mới ra được cái giới hạn của nó. Thế bây giờ thử ta dùng cái đại lượng tương đương một dòng là tới. Thế bây giờ khi x của chúng ta dần đến cộng vô cực, thì cái đại lượng căn x cộng căn x cộng căn x bậc cao nhất của nó là bậc 1/2, nghĩa là căn x. Do vậy đại lượng của tử tương đương với căn x khi x dần đến cộng vô cực. Một cách tương tự như vậy, chúng ta thấy cái đại lượng ở dưới mẫu căn x cộng 1 tương đương với bậc cao nhất là x đi thừa 1/2, nghĩa là tương đương với căn x. À, do vậy mà lim của tử chia mẫu tương đương với bằng luôn khi x dần đến cộng vô cực của căn x chia căn x bằng 1. Thấy ngay được cái kết quả giới hạn A bằng 1 mà không cần phải đặt thừa số chung gì hết. À, như vậy thì qua ba cái ví dụ này thì thầy đã nói nhấn mạnh lại cho các em một cái chú ý thứ nhất đó. Đó là gặp một cái đa thức mà thật chí là nó có thể trong căn, các em chỉ cần giữ lại cái bậc cao nhất làm cái đại lượng tương đương của nó khi x dần đến vô cực. Thay cái đại lượng tương đương đó, nếu các đại lượng của giới hạn toàn bộ là dấu nhân và chia, dấu cộng phải xem xét lại, nó có cùng dương hoặc cùng âm thì mới được. À, rồi bây giờ thì chúng ta có thêm một cái chú ý nữa liên quan đến một cái đại lượng nữa, đại lượng tương đương nữa mà chúng ta cần phải chú ý. À, đó là cái chú ý số 2. Đó là thầy cho cái biểu thức ux dần về không khi x tiến đến x0. Và chúng ta lại gặp phải một cái giới hạn rất quen sau đây các em. Đó là lim khi x tiến đến x0 của sin ux. Nhớ ux tiến về không khi x tiến đến x0 chia cho ux. Trên ux dưới cũng phải ux thì giới hạn này mới dần đến 1. Hoặc là nó bằng lim khi x dần đến x0 của tan ux chia cho ux cũng tiến đến 1. Và theo định nghĩa của hai đại lượng tương đương vừa rồi, thì lúc này các em có được sin của cái góc ux sẽ tương đương với ux khi x của chúng ta tiến đến x0. Hoặc là tan của ux tương đương với ux khi x của chúng ta tiến về x0. Có nghĩa là ux tiến đến 0 khi x tiến đến x0. Thế bây giờ nếu như thầy lũy thừa n này lên thì đương nhiên giới hạn của chúng ta cũng bằng 1. Thầy lũy thừa n ở đây lên thì đương nhiên giới hạn cũng bằng 1, lũy thừa n là bằng 1. Như vậy có nghĩa là sin lũy thừa n của ux tương đương với ux tất cả lũy thừa n. Tương tự như vậy, đó là tan lũy thừa n của ux sẽ tương đương với ux tất cả lũy thừa n. Khi ux dần về 0, ux phải dần về 0. Nhớ. Chứ còn nếu mà ux không dần về không thì hai cái đại lượng đó của chúng ta không tương đương với nhau. Chú ý cho thầy được cái điều đó. Mà thường thì chúng ta hay sử dụng như vậy thì đại khái như thế này đi. Sin lũy thừa n x sẽ tương đương với x lũy thừa n khi x dần đến không. Tan lũy thừa n x sẽ tương đương với x lũy thừa n khi x tiến đến không. Là mấy cái đại lượng đó chúng ta nhớ. Bây giờ có một cái chú ý thứ ba nữa.
đó là có ux dần về không khi x tiến tới x zero, và chúng ta bắt gặp lại một cái giới hạn quen thuộc nữa, đó là lim khi x tiến đến x zero của 1 trừ cos ux, nhớ ux dần về không khi x tiến đến x zero, tất cả chia cho x bình phương, tức là u bình phương x đó, u bình phương x, thì giới hạn này nó bằng 1 phần 2. Còn cái giới hạn này tính không khó. Sắp tới đây mà học quy tắc L'Hôpital thì chúng ta lấy nhanh, còn nhanh hơn. Rồi bây giờ thì như vậy thì qua cái giới hạn này thì chúng ta xem thử có chúng ta có được những cái đại lượng tương đương nào các cái. Như vậy thì có nghĩa là ở đây nó không phải bằng 1 mà nó bằng một cái số 1 phần 2. Thì như vậy vừa rồi thầy có bảo là như vậy thì 1 này trừ cos ux sẽ tương đương với 1 phần 2 u bình phương x, nghĩa là u bình phương x chia 2 khi x dần về x0 và u x tiến đến 0 khi x tiến đến x0. Đó, nhớ chuyện đó nhớ. Vậy thì bây giờ cái chỗ này thì người ta lại hay, người ta lại ít ít dùng, nhiều khi trong thực tế chúng ta chỉ gặp có cốt x thôi mà nó không phải là 1 trừ cos x. Như vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng với nhau như thế này, các em có quyền chuyển vế qua chuyển vế lại, thì lúc đó chúng ta thu được những cái đại lượng tương đương khác. Rồi, coi bây giờ ví dụ này, thầy có thể một cách máy móc hiểu, một cách máy móc, cách đơn sơ cho nó dễ hiểu đó, thầy rút cái cos x qua, tức là cos thầy chuyển qua, thì như vậy nó tương đương với một này là giữ lại, và u bình phương x trên 2 chuyển qua thì thành trừ cho u bình phương x trên 2. Và ta xem cos ux tương đương với cái đại lượng 1 trừ u bình phương x trên 2 cũng được nữa. Thế bây giờ nếu mà thầy lũy thừa n này lên thì đã được là 1 chia 2 lũy thừa n. Do vậy 1 trừ cho cos của ux tất cả lũy thừa n, cái đại lượng này cũng tương đương với u bình phương x chia 2 tất cả lũy thừa n. Đó, cái chuyện này, mấy cái chú ý này các em cần lưu ý nhé, để rồi thì chúng ta áp dụng vào cái đại lượng tương đương để làm cho giới hạn nó nhẹ. Thế bây giờ một vài ví dụ nữa liên quan đến hai mấy cái đại lượng tương đương này để chúng ta thấy. Thế bây giờ thì thầy cho cái việc đi tìm A là lim khi x tiến đến 0 của 1 cộng sin x nhân cos AX tất cả chia 1 cộng cho sin x nhân cos BX tất cả mũ cotang lũy thừa 3x. Khi x dần đến 0 thì các em thấy rõ ràng ở đây nó có dạng vô định là một lũy thừa vô cực. X tiến đến 0 này thì sin 0 bằng 0, sin 0 bằng 0. Như vậy trong biểu thức này nó còn lại một cotang của 0 ra vô cực, một lũy thừa vô cực. Thế thì ở bài học trước là chúng ta đã có dịp bàn đến cái dạng vô định một lũy thừa vô cực rồi. Thế bây giờ thầy nhắc lại một chút thôi, nhanh. Tức là nếu mà ta có cái dạng vô định như sau, lim khi x tiến đến x0 của fx mũ gx, nghĩa là f nó dần đến 1 khi x tiến đến x0 và gx dần về cộng vô cực khi x tiến đến x0, nó sẽ bằng ơ mũ lim khi x tiến đến x0 của cái biểu thức fx trừ 1 nhân gx ở đây. Và để tìm cái giới hạn một lũy thừa vô cực, các em chỉ cần đi tìm lim của f trừ 1 nhân g khi x tiến x0, rồi lấy ơ mũ lim nó ra thì đã được cái dạng một lũy thừa vô cực. À, như vậy thì để tìm cái giới hạn A này, thầy sẽ đi xét cái biểu thức fx trừ 1 nhân cho gx. Thế thì nó bằng f của chúng ta là 1 cộng sin nhân cos ax chia 1 nhân 1 cộng sin x nhân cos bx, thầy viết lại trừ 1 nhân cho gx của chúng ta là cos lũy thừa 3x. Tao rút gọn lại các em,
Như vậy thì ở trong ngoặc vuông mẫu số chung của chúng ta là 1 cộng sin x nhân cos b x. Nhân lên thì ta có 1 nhân đây là trừ 1 cộng 1 hết. Như vậy trên tử chúng ta còn lại là sin x nhân cos a x trừ cho sin x nhân cos b x. Còn cotang lũy thừa 3 x thầy viết lại thành cos lũy thừa 3 x chia cho sin lũy thừa 3 x. Và ở đây thì các em thấy ở trên tử này có sin x đặt ra làm tử số chung. Dưới mẫu có sin lũy thừa 3, đơn giản bớt cho sin đi. Thế thì ở trên tử lúc này còn lại gì? Cos của ax trừ cos bx chia cho mẫu là 1 cộng sin x cos bx nhân cho cos lũy thừa 3 x chia. Vừa rồi thầy mới nói đơn giản cho sin x đi rồi. Thay vì sin lũy thừa 3, bây giờ còn lại sin bình phương x thôi. Chúng ta lại tiếp tục áp dụng công thức lượng giác ở đây. Đó là chúng ta dùng công thức sau đây các em. Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin. Góc đầu cộng lại chia 2, góc sau trừ đi chia 2. Góc đầu cộng lại ax cộng bx chia 2, đặt x ra ngoài làm thừa số chung. Như vậy trong này còn lại a cộng b chia 2. Sin sau là trừ đi chia 2 cũng có x, đặt x ra. Thì ở đây chúng ta còn lại a trừ b tất cả chia 2. Mẫu số 1 cộng sin x nhân cos bx viết lại. Cos lũy thừa 3x chia cho sin bình phương x thầy cũng viết lại ở đây. Và chú ý cho thầy cái biểu thức f trừ 1 nhân g nó là cái chỗ này để trao qua trang mới. Bây giờ ta qua trang mới đây. Thấy hả? À như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rất đẹp. Đẹp lắm. Tính cái giới hạn khổng lồ này bây giờ thầy chuyển nó qua bằng cái đại lượng tương đương, các em thấy đẹp lắm. Vậy thì khi x của chúng ta tiến đến 0 thì lúc đó chúng ta xem coi các cái đại lượng này nó tương đương với cái gì. Ở đây chúng ta thấy toàn bộ là dấu nhân và chia hết. Do vậy hoàn toàn có thể sử dụng các cái đại lượng tương đương để tìm giới hạn. À, vậy thì ở đây ta xem nhé. Trừ 2 hằng số thầy viết lại. Vậy thì ở đây vừa mới nói xong cái chú ý thứ hai. Đó là sin của góc A cộng B chia 2X tương đương với A cộng B chia 2X khi X dần đến 0. A cộng B chia 2X này đóng vai trò là cái UX trong cái chú ý của chúng ta. Rõ ràng khi x dần đến 0 thì a cộng b chia 2x dần đến 0, ux của chúng ta đấy. Do vậy đại lượng của chúng ta tương đương là a cộng b trên 2x. Một cách tương tự, sin của a trừ b chia 2x sẽ tương đương với a trừ b chia 2 nhân x. Thế rồi còn cái mẫu số này, một là hằng số thầy biết là bản thân cái sin x nhân dấu nhân vẫn sử dụng được. Vậy sin x tương đương với gì? X. Cos bx vừa mới cho cái chú ý số 3 tương đương với ux, ở đây là bx nhé, nhé. Vậy tương đương với cái gì? 1 trừ cho u bình phương x chia 2, tức là 1 trừ b bình phương x bình phương chia 2. Đúng chưa? Rồi bây giờ có cái cos x. Cos lũy thừa 3x thì chúng ta được hiểu như thế này cũng được. Các em coi nào. Cos x tương đương với cái gì? 1 trừ x bình phương trên 2. Rồi nhân cos x nữa, cos lũy thừa 3. Tức là cos x nhân cos x nhân cos x toàn bộ là dấu nhân hoàn toàn có quyền thay tương đương. Như vậy nó là 1 trừ x bình phương trên 2 nhân 1 trừ x bình phương trên 2 nhân 1 trừ x bình phương trên 2, gộp lại ra được 1 trừ x bình phương trên 2 lũy thừa 3. Đây cũng là một cái cách hiểu lũy thừa nhé. Hoặc là chúng ta xài cái chú ý số 3 vừa rồi thầy trình bày cũng được. Một cách tương tự, tương đương với sin bình phương x đã được tương đương của nó là x bình.
À như vậy thì lúc này chúng ta quan sát này, chúng ta đã khử được cái dạng vội, cái dạng mà nó làm cho mất, ta đã khử được cái biểu thức mà nó gây ra cái dạng vô định là các em x này, x này, x bình phương thấy đơn giản đi. Và khi x dần đến không, các em thấy không còn vô định nữa này. Ở đây ta này, x tiến đến không là cả cái chỗ này tiến đến không là các em. Cho nên mẫu số chỉ còn lại một thôi. Và tử số này, chỗ này tiến đến không còn lại chỗ này là một. Như vậy ở đây 2 với 2 đơn giản luôn này. Còn lại A cộng B nhân A trừ B ra được A bình phương trừ B bình phương. Nhưng trước đó có dấu trừ, như vậy đã được B bình phương trừ A bình phương. Như vậy nó sẽ dần đến B bình phương trừ A bình phương chia 2 khi x tiến đến 0. Như vậy thì A của chúng ta lấy ơ mũ lên, tức là ơ mũ B bình phương trừ A bình phương chia 2. Đây là kết quả của ví dụ số 2. À, như vậy thì thầy vừa mới giải quyết xong cho các em được cái ví dụ số 2. Đi tìm cái giới hạn mà ta thay bởi những cái đại lượng tương đương. Và các em thấy quá quá khỏe. Chúng ta thay một cái biểu thức quá phức tạp bằng một cái biểu thức tương đương với nó. Mà dĩ nhiên các cái mệnh đề của chúng ta, các cái đại lượng của chúng ta đều phải mang dấu nhân hoặc chia hết thì chúng ta mới thay các cái đại lượng tương đương vào được. Bây giờ thì lại xem tiếp một cái ví dụ mà phải thay bằng các cái đại lượng tương đương ở các cái chú ý số 2 và số 3. Đó là thầy đề nghị đi tìm lim khi x tiến đến 0 của 1 cộng tan x chia cho 1 cộng sin x tất cả mũ 1 chia sin lũy thừa 3x. Thế thì khi x tiến đến 0 thì ta thấy tan 0 bằng 0, sin 0 bằng 0. Như vậy cái biểu thức trong ngoặc dần đến 1. Rồi 1 chia sin lũy thừa 3x thì tiến về vô cực khi x tiến đến 0. Do thế mà giới hạn này vẫn mang cái hình ảnh 1 lũy thừa vô cực. À, cho nên là ở đây ta lại tiếp tục xét cái biểu thức fx trừ 1 nhân cho gx. Thế thì fx của chúng ta là 1 cộng tan chia 1 cộng sin viết là trừ 1 nhân gx, tức là 1 chia sin lũy thừa 3x. Và chúng ta thu gọn lại một chút. Thế quy đồng lên thì trừ 1 cộng 1 hết, còn lại trên tử là tan x trừ sin x. Tất cả chia cho mẫu là 1 cộng sin x nhân 1 chia sin lũy thừa 3, chúng ta viết lại. Rồi bây giờ thì bằng. Tan thay đổi ra thành sin chia cho cos trừ cho sin. Tất cả chia cho 1 cộng sin x, 1 chia sin lũy thừa 3x. Thế bây giờ coi này nhé. Sin x này các bạn. Sin x này nhé. Dưới này sin lũy thừa 3x nhé. Đơn giản được cho sin x. Như vậy thì ở trên tử của chúng ta còn lại 1 chia cos trừ 1, quy đồng mẫu số luôn, còn lại 1. Nhân chéo cos lên trừ cos. Và mẫu số của chúng ta cos đẩy xuống được cos nhân 1 cộng sin x. 1 chia sin lũy thừa 3 chúng ta viết lại, ta đơn giản được hồi nãy, còn lại sin bình phương. Và như vậy thì bây giờ khi x dần đến 0 thì chúng ta thay được ngay dấu nhân hết nè các bạn. 1 trừ cos tương đương với x bình phương trên 2. Rất đẹp, các em thấy nhé. Thế còn cái cos x này được thay nó là 1 trừ x bình phương trên 2. Đây là đại lượng tương đương với nó. Còn 1 cộng sin x thì tương đương với 1 cộng x. 1 viết lại chia cho sin bình phương x tương đương với sin bình phương x bình phương. Và chúng ta đơn giản được cái nguyên nhân gây ra dạng vô định, đó là x bình phương này. Và khi x tiến đến 0 thì hết còn dạng vô định rồi các em. Ở trên tử là 1 phần 2, ở dưới mẫu là 1. Như vậy nó dần đến 1 phần 2. Do vậy mà giới hạn A của chúng ta nó là ơ mũ 1 phần 2. Các em viết cho nó đẹp thì nó bằng căn ơ. À, như vậy thì thầy vừa mới trình bày xong cho các em ở ví dụ số 3. Hôm nay chúng ta có một cái kiểu cách tính giới hạn là thay bằng các cái đại lượng tương đương
Và chú ý cho thầy có một số những cái đại lượng tương đương thường gặp. Mà muốn thay các cái đại lượng tương đương đó thì thường các cái đại lượng đó được thể hiện trong giới hạn là dấu nhân hoặc chia thì chúng ta mới thay được các cái đại lượng tương đương đó. Còn nếu dấu cộng thì các cái đại lượng đó phải cùng dương hoặc cùng âm trong một cái lân cận của cái điểm x0 thì nó mới đúng. Trong đó có một số đại lượng tương đương mà các em cần nhớ trong cái chú ý 1, chú ý 2, chú ý số 3 đó. Thế bài học của chúng ta ngày bây giờ thì chấm dứt ở đây. Thầy hãy